Trong một tương lai xa, một con tàu vũ trụ khổng lồ được gọi là Achilles đang hướng ra bên ngoài sao Hỏa. Để điều tra một vật thể hình cầu có màu đen, nó bỗng nhiên xuất hiện từ hư không và đang từ từ đi gần tới trái đất. Thủy thủ đoàn của con tàu này bao gồm 6 thành viên đã ngủ đông trong chuyến hành trình suốt 8 tháng, nhân vật chính của chúng ta tên là Kala. Trước đó Kala đã mất mẹ và con gái trong một vụ tai nạn ô tô và cô vẫn thường nhớ về câu chuyện của mẹ cô kể hôm xảy ra tai nạn. Nếu 5 người mắc kẹt trên một con thuyền chỉ đủ thức ăn cho 3 người, thì 2 người sẽ phải hy sinh để cứu 3 người còn lại. Quay lại hiện tại, các thành viên khác cũng thức dậy, đầu tiên là Si, vì chuyến đi này đang được cả thế giới trông ngóng. Anh ta là một vlogger nổi tiếng đã được chính phủ mời đi để quan sát, có vẻ do là lần đầu ra ngoài vũ trụ, anh ta vẫn cảm thấy khó chịu sau khi ngủ đông. Hai người khác là Tess và Watts, còn có kỹ sư của con tàu là Úp. Khi Kala tới buồng lái, chỉ huy Sen đã ở đây, anh ta bảo với Kala đã cho AI quét tinh cầu màu đen kia khi họ chỉ còn 8 tiếng là đến gần. Nhưng AI lại báo rằng không thể scan nổi, mà với thiết bị này họ có thể mổ xẻ cả một hành tinh để xem bên trong có gì. Dù thế giờ lại không thể quét nổi khối cầu kia, Kala cảm thấy không ổn và đề nghị với Sen cho quay tàu trở về. Tuy nhiên Sen không đồng ý, nhiệm vụ của cả đoàn ở đây là kiểm tra nó là gì, anh ta quả quyết rằng họ sẽ xuống bề mặt của nó để điều tra. Sau khi mọi người tập trung, giám đốc của họ tên là Van từ trái đất đã gọi tới, Kala có báo cáo lại sự việc nhưng ông ta cũng chung một ý kiến với Sen. Đây là bí ẩn lớn nhất của nhân loại, mọi người ở trái đất đều đang hào hứng chờ đợi để biết bản chất thực sự của nó là gì. Và họ sẽ xuống bề mặt đó điều tra, vì khối cầu kia phải có gì đó mà chặn được công nghệ hiện đại của con người. Trong lúc chờ đợi đi đến khối cầu, mọi người trong phi hành đoàn về nghỉ ngơi, bỗng nhiên Kala nghe thấy tiếng nói của người mẹ đã chết của cô ở trên tàu. Sen ở buồng lái cũng đang theo dõi Kala, cùng lúc này ở phòng của Si, anh ta cũng đang sợ hãi khi nghe thấy các âm thanh kỳ lạ. Kala rất nhanh lấy lại tinh thần và trở về phòng, biết Kala không còn người thân, lúc này Van gọi riêng cho Kala. Kala trước đó nhờ sự trợ giúp của Van nên cô mới vượt qua được vụ tai nạn và sống tiếp. Đột nhiên con tàu mất tín hiệu liên lạc với trái đất, AI báo rằng một nguồn dữ liệu từ quả cầu truyền tới con tàu đã làm hỏng hệ thống liên lạc và nó đang cố gắng sửa chữa. Kala ngay lập tức chạy tới buồng lái, chỉ huy Sen đang bàng hoàng khi có một ánh sáng từ quả cầu chiếu tới con tàu. Tình trạng của con tàu vẫn ổn định, không bị tác động gì cả, Tess đoán rằng ánh sáng đó như đang chỉ đường cho bọn họ đi theo nó và ngay lập tức chỉ huy Sen cũng đồng ý với ý kiến này. Lúc này trên dữ liệu của hệ thống đang bị ghi đè một từ, khi Kala giải mã nó ra, một từ được lặp đi lặp lại liên tục, từ đó chính là từ Chúa. Vừa nghe thấy, Si đã tỏ ra sợ hãi và bảo bọn họ phải quay lại trái đất rồi bỏ đi. Là một người đã mất đi toàn bộ người thân, Kala đã trở nên vô thần và không tin bất cứ thứ tín ngưỡng gì, cô cho rằng nó có thể là thiết bị ngoài hành tinh hay gì đó và họ nên quay về. Tuy nhiên Sen cho rằng nhỡ đâu khối cầu này là Chúa thật và giờ không liên lạc được với Van, rồi Sen bảo nhiệm vụ cuối cùng Van giao cho họ là tới quả cầu, nên họ sẽ phải thực hiện nó. Lúc sau, mọi người chạy đi tìm Si và thấy anh ta đang ôm đầu, ngồi khóc lóc, miệng cứ nói rằng họ không thể đến nó. Đây là sự phán xét cho tội lỗi của loài người, trong đầu anh ta giờ đây toàn các giọng nói la hét về sự phán xét. Sau khi mọi người cho Si đi nghỉ ngơi, trừ chỉ huy Sen ra 4 phi hành đoàn cũng đang chết lặng. Nếu quả cầu này là của Chúa thật thì không biết phải làm gì bây giờ, tại sao Chúa lại xuất hiện vào lúc này? Ở phòng điều khiển Sen vẫn theo dõi mọi người nói chuyện qua camera, Úp lớn tuổi nhất nên động viên lại tinh thần cả nhóm. Vì cả thế giới đang theo dõi họ, nên họ hãy cố gắng thực hiện nhiệm vụ dù quả cầu có là của Chúa. Úp còn nói thêm, nếu mà nó không phải Chúa, họ có thể làm quả cầu nổ tung. Ngay lập tức Sen gọi mọi người về phòng điều khiển, khi đi tới chỗ Sen, Úp bị anh ta cấm nhắc về việc cho nổ quả cầu. Con tàu vẫn đang đi theo ánh sáng và tới vị trí quả cầu chỉ, bỗng nhiên trong đầu Kala lại phát ra giọng nói của con gái cô, bên chỗ của Si, tiếng la hét càng ngày càng nhiều. Sau đó Tess và Úp đưa Kala về phòng nghỉ ngơi, thì Tess báo rằng không thấy Si đâu nữa, ba người chia ra đi tìm anh ta. Ở khoang hàng hóa, lúc này Si đang làm một nghi thức gì đó, khi Tess tới gần thì anh ta đột nhiên xuất hiện. Kala nghe thấy tiếng hét chạy tới, cô sợ hãi khi chứng kiến Si trở nên điên loạn và đã giết Tess, rồi Si cũng đã phát hiện ra Kala. Khi Úp chạy tới thì Si đã bắt giữ Kala làm con tim, anh ta không muốn mọi người đặt chân xuống quả cầu kia nữa. Và khuyên họ hãy bắt Sen và chiếm quyền kiểm soát con tàu, tuy nhiên lúc này Sen đã vòng ra sau và kết thúc Si. Trong lúc đưa Kala về phòng, Kala có hỏi Sen liệu anh có biết gì không, nhưng Sen bảo rằng không biết và nếu có gì đó thì Van đã nói cho cô rồi. Sen tiếp tục hướng luận điểm quả cầu này là của Chúa với Kala khi cô ấy đang tỏ ra sợ hãi về nó, tuy nhiên Kala vẫn cố gắng giữ bình tĩnh lại và không tin chuyện đấy. Còn hơn 3 giờ nữa sẽ tới quả cầu, vì tàu vũ trụ quá lớn nên mọi người lên tàu phụ để tới đó. Khi gần tới bề mặt, Kala bắt đầu phát hiện được một cấu trúc kỳ lạ trên đó, nhưng AI không biết nó là gì.
Tàu vừa đáp xuống quả cầu, lúc này liên lạc với trái đất cũng liền khôi phục, giám đốc Van kết nối lại với mọi người. Khi Kala nói cho Van về cấu trúc trên bề mặt, thì cô bị bất ngờ vì Van đã biết về nó. Ông ta thông báo cho mọi người, trong lúc họ mất tín hiệu, 10.000 cấu trúc như vậy bất ngờ mọc ở trên trái đất, các nhà khoa học không thể tìm ra nguồn gốc và mục đích của các cấu trúc này. Liệu đây có phải một cuộc tấn công bất ngờ từ người ngoài hành tinh? Họ cho rằng câu trả lời cho mọi chuyện đều nằm ở trên khối cầu này và cả thế giới đang trông chờ câu trả lời từ bọn họ. Nghe xong, mọi người trên tàu cũng thấy tính nghiêm trọng của vụ việc, không còn ai phản đối chuyện điều tra quả cầu nữa. Ban đầu chỉ Úp và Kala sẽ xuống điều tra, nhưng Watts vì là nhà khoa học nên xung phong đi cùng các sĩ quan, Úp và Sen không đồng ý, dù thế Kala muốn Watts đi cùng nên cả hai cũng không nói nữa. Sau đó ba người bắt đầu xuống tàu, mọi hoạt động của họ vẫn đang được Sen quay lại và truyền trực tiếp đến trái đất. Kala phát hiện trên bề mặt quả cầu là một vật chất mà từ trước đến nay con người chưa từng phát hiện ra, bỗng nhiên cấu trúc kia phát ra một ánh sáng, nó trông như một cánh cổng. Úp bắn pháo sáng kiểm tra, trên cánh cổng có một biểu tượng về một thứ mà con người khiếp sợ nhất từ trước đến nay, chính là chân trời sự kiện hay còn có thể gọi là hố đen. Mọi người đều sợ hãi không biết cánh cổng này dẫn đến đâu, các âm thanh bắt đầu phát ra, hệ thống AI nhận được dữ liệu và phiên dịch cho họ. Từ ngữ giải ra là từ chào mừng, một thực thể có hình dáng con người đột nhiên xuất hiện. Cô ta không nói ra mồm nhưng truyền dữ liệu cho AI dịch. Cô ta giới thiệu mình là người đại diện cho đấng tạo hóa, sự bắt đầu và kết thúc, Alpha và Omega. Cô ấy ở đây để cảnh báo và giúp đỡ con người. Nếu loài người trên trái đất chọn vào những cánh cổng như này thì sẽ được trở về với đấng sáng tạo, sống một cuộc sống vĩnh hằng, và cô ấy bảo rằng Kala sẽ là người chỉ đường cho nhân loại. Những người không được chọn vào cánh cổng sẽ diệt vong, khi quả cầu chạm tới trái đất sẽ tạo ra một hố đen phá hủy toàn bộ trái đất. Rồi cô ta biến thành mẹ của Kala và bảo bà và con gái cô đang đợi cô ở cánh cổng. Xung quanh Kala bỗng nhiên trở nên trắng buốt, cô xuất hiện ở một nơi nào đó, có một thành phố màu vàng và con gái đang chạy đến với cô. Đang chuẩn bị ôm con gái, thì Kala tỉnh dậy và đã được đưa về tàu vũ trụ. Cô vật lộn một lúc mới lấy lại được tinh thần, Úp bảo rằng cô đi ra từ cánh cổng và bỗng nhiên ngất đi, ông cũng thông báo về cái chết của Watts. Nhưng Sen thì không quan tâm tới việc này và hỏi cô thấy gì trong cánh cổng, Van và cả thế giới cũng đang đợi câu trả lời. Mặc dù không muốn nhưng Kala vẫn phải nói ra về việc thấy thành phố vàng trong kinh thánh, cô đang định tiếp tục nói việc nhìn thấy con gái cô. Thì Kala bất ngờ phát hiện ánh mắt rất trông chờ của Sen như biết cô đang định nói ra vậy, cô dừng lại không kể về chuyện đấy nữa, Kala tỏ ra mệt mỏi và bảo rằng không nhớ gì. Sau khi Sen rời đi, cô hỏi Úp về cái chết của Watts nhưng ông ta chỉ bảo bộ đồ phi hành gia bị rách và anh ta không kịp trở về tàu rồi đã ngạt thở. Kala tỏ ra rất nghi ngờ nhưng không nói ra, cô đề nghị được quay trở lại quả cầu. Nhưng hiện tại Sen đã cho tàu khởi hành trở về trái đất. Ít phút sau, khi đến chỗ không có camera, Kala đã nói mọi chuyện cho Úp về việc cô thấy con gái cô ở cánh cổng. Nhưng cô đã không nói ra vì Sen lúc đó rất đáng ngờ, chắc chắn Sen và Van đang che giấu gì đó. Khi Úp trở về phòng điều khiển, Sen đã hỏi chuyện gì khi họ ở chỗ không có camera, nhưng Úp chỉ bảo không có gì. Sen nhắc nhở Úp rằng anh đã quá thân thiết với Kala và nhớ về nhiệm vụ họ được giao. Trong lúc đó, Kala đã đến xem xác của Watts. Cô phát hiện được bộ đồ không có vết rách nào. Cô tiếp tục đột nhập vào phòng ngủ của Sen, rồi phát hiện ra khẩu súng cùng hồ sơ về việc Úp là một sát thủ. Khi Úp tới, Kala đã chĩa súng vào anh ta, sau đó Kala cùng Úp tới chỗ Sen và cô ấy muốn biết chuyện quái gì đang xảy ra ở đây, lúc này Van đã liên lạc. Và hỏi cô có phải thứ ở trong cánh cổng mà cô nhìn thấy chính là thiên đường, ông ta còn cho Kala xem trên màn hình là hàng tỷ người trên trái đất đang tập trung ở các cánh cổng. Thấy Kala mất tập trung, Sen xông lên cướp súng nhưng đã thất bại. Rồi Kala đã kết thúc anh ta. Khi cô chĩa súng vào Úp, ông ta giải thích mình lên tàu này chỉ nhận nhiệm vụ do Sen sai bảo, chứ không hề biết về chuyện của quả cầu. Kala đã tin ông ta và cho Úp chữa thương cho cô. Úp đưa ra đề nghị với Kala, dù quả cầu kia có mục đích là gì, thì hiện tại họ có thể dùng lõi năng lượng của con tàu để thử phá hủy nó, và Úp có mã ghi đè lên hệ thống tàu để tránh sự kiểm soát của Van. Trong khi Úp đi lắp lõi năng lượng, Van đã biết kế hoạch và liên lạc lại, rồi thừa nhận không hề có chuyện họ đã phát hiện ra Chúa. Tuy nhiên giờ đây ông ta có thể trở thành Chúa, vì khối cầu đen là một thiết kế của tập đoàn Achilles, nghĩa là cũng chính Van đã tạo ra nó. Trái đất đang trở nên quá tải khi giờ đây dân số đã đặt mốc 21 tỷ người và hành tinh này sẽ bị phá hủy trong vòng 30 năm nữa. 15 tỷ người sẽ hy sinh để cứu lấy 6 tỷ người còn lại, các cánh cổng ở trái đất là các vũ khí để làm việc đó. Nó có cơ chế tương tự như hố đen, khi con người bước vào sẽ biến mất vào hư vô. Và quả cầu này khi nó đi gần đến trái đất, nó sẽ tự biến mất. Nhưng khi đó mọi thứ đã kết thúc, hàng tỷ người đã chết. Còn chuyện Kala có thể thấy các hình ảnh về mẹ và con gái là do ông ta đã đặt một con chip vào đầu cô trước khi thực hiện nhiệm vụ để cô diễn cho cả thế giới xem.
Kala lúc này mới đau khổ nhận ra chính Van là người sát hại gia đình cô khi lên kế hoạch chuyện này từ rất lâu rồi. Sau đó Kala nhớ về câu chuyện 5 người trên một chiếc thuyền mà mẹ cô kể hôm bà chết, rồi cô kể lại cho Van nghe. Và ông ta rất ủng hộ quan điểm của mẹ cô, hai người hy sinh để cứu lấy 3 người. Tuy nhiên Kala đã kể phần sau của câu chuyện là họ hy sinh trong khi 5 người cùng nhau đi tìm thức ăn trên biển, tìm kiếm một cơ hội sinh tồn trong tương lai, chứ không phải tự hại lẫn nhau như cách bệnh hoạn của Van. Thấy không thuyết phục được Kala, Van đã chuẩn bị trước một kế hoạch dự phòng, ông ta kích hoạt chế độ tự hủy của con tàu. Kala nhanh chóng bắn vỡ máy chiếu và bảo Úp mang lõi năng lượng sang tàu phụ. Rất may khi con tàu nổ, Úp đã kịp mang lõi năng lượng sang tàu phụ. Sau đó hai người uống với nhau chén rượu cuối, vì cả hai quyết định cảm tử khi tàu chính đã nổ và họ không thể kích hoạt quả bom từ xa. Nhưng khi đáp xuống quả cầu, Úp đã khóa cửa và bảo hãy để anh ta làm việc này một mình, phải có người quay lại trái đất để kể cho mọi người sự việc đã xảy ra. Kala khóc lóc và muốn Úp là người trở về, nhưng ý của Úp đã quyết và cô không thể thay đổi được. Kala đành bất lực lên tàu rời đi. Một lúc sau, Úp chào tạm biệt Kala, rồi một vụ nổ cực lớn phá hủy đi quả cầu. Quãng đường trở về trái đất của Kala sẽ phải mất tới 7 năm, không biết mọi người trên trái đất có tin vào câu chuyện của Van không mọi người nhỉ? Nếu các bạn thấy hay cho mình xin một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại.